kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị Phước đem cân ai sẽ nặng hơn. Việc kết thúc cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong Trung ương Đoàn phần nào cho thấy sức mạnh của ông Ba Dũng không thực sự mạnh như người ta vẫn tưởng. Ước mơ nhà có một ủy viên Trung ương Đảng và một ủy viên Bộ Chính trị đang được ông Nguyễn Tấn Dũng dường như xây dựng đã bị dội một gáo nước lạnh. Nguyễn Minh Chiết cuối cùng đã không vào được ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng dọn đường thành công cho ông ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Tổng cục Phó Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa và một chiếc ghế để chuẩn bị cho việc ủy viên Bộ Chính trị. Và việc ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị thực tế chỉ là về vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, thế và lực của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay lại không đưa nổi con trai út vào ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Đây là một bài kiểm tra về sức mạnh chính trị của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là mạnh đến cỡ nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ở Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Chiết cạnh tranh với Bùi Quang Huy và đã thất bại. Thất bại đồng nghĩa với suất vào Trung ương Đảng cho 3 năm nữa, ngày một xa dần với tầm với của Nguyễn Minh Chiết. Ở chính phủ, Nguyễn Thanh Nghị đang cạnh tranh với Hồ Đức Phước sau 3 năm nữa. Nếu suôn sẻ thì 3 năm sau, khi diễn ra đại hội lần thứ 14, Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị, còn Nguyễn Minh Chiết vào Trung ương Đảng là đẹp như mơ. Tuy nhiên, đời lại không như vậy nên ông Nguyễn Tấn Dũng cần nỗ lực hơn nữa để khỏa lấp thất bại vừa qua. Xem ra, ông Nguyễn Tấn Dũng có quen với nhóm lợi ích Nghệ An thật. Tại Trung ương Đoàn, Bùi Quang Huy là thành viên nhỏ nhất trong nhóm lợi ích Nghệ An. Còn tại chính phủ, Hồ Đức Phước được xem là nhân vật thứ 3 của nhóm lợi ích Nghệ An sau Vương Đình Huệ và Phan Đình Trạc. Mà đụng vào nhóm lợi ích Nghệ An tức là đụng đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Xem ra thế và lực của Nguyễn Tấn Dũng khó mà đấu lại được với họ. Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm là người có rất nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, bản thân ông Phạm Minh Chính thì lại đang ngang ngửa với ông Vương Đình Huệ làm thủ tướng. Ông Chính chạy đua với ông Huệ cho chiếc ghế tổng bí thư vào nhiệm kỳ tới. Chưa biết sẽ thắng bại ra sao, thì nói gì đến việc hỗ trợ đắc lực cho con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp bước vào Bộ Chính trị. Ông Chính có giúp được thì cũng chỉ giúp một phần chứ không thể dốc hết sức mà đấu với nhóm Nghệ An. Đấu với Nghệ An là dại, là tự chuốc họa vào thân. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước cũng đang muốn cạnh tranh một suất vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị đang cố gắng tỏ ra là một bộ trưởng có năng lực. Có lần ông Nghị muốn chỉ trích về vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nơi đang hình thành ổ tội phạm ngành tài chính. Nhưng rồi ông Nghị đã bị chỉ trích là đá lộn sân. Mới đây, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính đã dính đến vụ Việt Á và người ta cũng bị kỷ luật nặng là Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất là Hồ Đức Phước thì lại không hề hấn gì. Điều đó cho thấy nhóm lợi ích Nghệ An không phải là vừa. Hiện nay họ đang tạo nên một nhóm bất khả xâm phạm. Dường như tham vọng vào Bộ Chính trị của Nguyễn Thanh Nghị là rất mãnh liệt, đó thể hiện qua nỗ lực của ông bộ trưởng này. Tuy nhiên, ông Nghị đang vấp phải một đối thủ rất cứng, khó quật nhất trong Bộ Chính phủ. Nói về cơ hội vào Bộ Chính trị thì Hồ Đức Phước có cơ hội lớn hơn vì ông Phước đang nắm một bộ rất lớn và quan trọng của chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng nay xem ra cũng đã già yếu. So với những hạt giống đỏ có nguồn gốc bất minh như Võ Văn Thưởng và Phan Văn Mãi, Nguyễn Thanh Nghị đang khó khăn hơn rất nhiều. Người ta nói ẩn trong bóng tối thì dễ ra tay đánh úp người khác, còn ở ngoài sáng thì ra chiêu nào cũng bị người ta đỡ hoặc hóa giải. Việc ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Thưởng được bàn tay ẩn danh nâng đỡ thì sự nghiệp chính trị cứ lên như diều gặp gió. Còn đường đường là con trai của một cựu thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết thì lại khó khăn hơn. Không biết ông Dũng có dám cho moi những thông tin ẩn giấu ra ngoài ánh sáng cho cuộc đấu được công bằng hay không? Câu hỏi thì cũng là câu trả lời, chắc ông không thể moi vì chính ông cũng là con ai không ai biết được, và ông biết mà đảng cũng không biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng muốn chộp cơ hội tranh giành ghế tổng bí thư, Phúc Chính Huệ thêm đối thủ mới.
Tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương diễn ra vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, nội dung được triển khai thực hiện nghị quyết số 08 vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 bàn về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, viết tắt là nghị quyết số 08. Trong hội nghị này, ông Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì, nhưng ông Phạm Minh Chính là người đóng vai trò chỉ đạo triển khai nghị quyết. Cứ mỗi lần ông Tổng Bí thư vắng mặt thì các ông trong tam trụ tranh nhau thay thế vai trò như là sự khẳng định sức mạnh của bản thân. Người thay thế vai trò ông Tổng được xem là người có triển vọng nhất, và ông Phạm Minh Chính là gần như chiếm diễn đàn hội nghị, làm cho người chủ trì là ông Phan Văn Giang khá lu mờ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Đặc biệt đến dự hội nghị không có mặt ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mà giả sử như ông Phúc có đến thì ông cũng chỉ là vai trò phụ. Bộ Quốc phòng trên danh nghĩa là một bộ của chính phủ, nhưng thực chất nó nằm trong tay ông Tổng Bí thư với chức là Bí thư Quân ủy Trung ương. Việc ông Phạm Minh Chính chiếm diễn đàn Quân ủy Trung ương xem như là một thành công đối với ông. Việc giữ quyền ảnh hưởng đến Bộ Quốc phòng là cực kỳ cần thiết. Không hiểu sao ông Trọng lại vắng mặt tại kỳ họp hội nghị lần này. Có ý kiến cho rằng việc ông Trọng vắng mặt thì đã có cấp phó của ông Trọng là Võ Văn Thưởng thay mặt. Tuy nhiên ông Thưởng có mặt nhưng ông Thưởng không thể thay thế ông Trọng chủ trì Quân ủy Trung ương được, bởi ông Võ Văn Thưởng chỉ là Phó Tổng Bí thư, tức là người thứ hai thay thế ông Trọng nếu ông Trọng vắng mặt, chứ không phải là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Nếu có ông Trọng thì ông Phạm Minh Chính không thể chiếm diễn đàn được. Đó là sự khác biệt khi có mặt ông Trọng và ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng không thuộc tứ trụ, tuy nhiên ông Thưởng là nhân vật trong nhóm lãnh đạo chủ chốt. Nghĩa là ông Võ Văn Thưởng đứng liền sau nhóm tứ trụ. Hiện tại ông Thưởng còn rất trẻ và đang là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa và đang là Thường trực Ban Bí thư. Ông Thưởng cũng là một trong các ứng cử viên cho vị trí Tổng Bí thư, chứ ông Thưởng không thể đứng ngoài cuộc đua này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Tam trụ bao gồm Chính, Phúc, Huệ là cuộc đua tam mã. Tuy nhiên theo sau tam mã là chú ngựa ô Võ Văn Thưởng. Đây là một ẩn số. Về thâm niên ở Bộ Chính trị, ông Thưởng có đủ. Về tuổi thì ông Thưởng cũng có đủ. Tuy nhiên điều đang nói là ông Võ Văn Thưởng đang là người miền Nam, mà trong đại hội lần thứ 13 vừa qua, phe miền Bắc đã đánh cho tan tác phe miền Nam, làm cho cả miền Nam không còn một bóng nào trong tứ trụ cả. Tuy ông Thưởng là người miền Nam nhưng ông Trọng vẫn có một mức độ ưu ái rất rõ ràng. Ông Nguyễn Phú Trọng từng đưa ra tiêu chuẩn cho vị trí Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận. Như vậy về tiêu chuẩn vùng miền Bắc thì ông Võ Văn Thưởng không đạt yêu cầu đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù ông Trọng có ưu ái đi chăng nữa. Việc ông Trọng triệt hạ sát ván phe miền Nam là một thực tế, và người dân Việt Nam cũng đã biết điều này, thậm chí trước cả đại hội đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, việc ưu ái cho Võ Văn Thưởng là một trường hợp khó hiểu nên nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng ông Trọng có phá lệ, người miền Bắc có lý luận hay không thì không biết. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng tham gia cuộc họp trong Quân ủy Trung ương thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người khó lường, ông hứa nhưng nuốt lời hứa rất nhiều lần. Và việc ông đặt ra tiêu chuẩn người miền Bắc có lý luận thì không có điều gì đảm bảo ông không xé bỏ nó mà ủng hộ Võ Văn Thưởng cho chiếc ghế của ông. Vì thế nên trường hợp của Võ Văn Thưởng là một ẩn số. Cũng có thể ông Tổng Bí thư sẽ bỏ Vương Đình Huệ mà ủng hộ Võ Văn Thưởng, thì lúc đó e tam trụ phải lo vì nhân vật mới nảy mất. Đường còn dài, sẽ còn rất nhiều thay đổi. Chúng ta cùng chờ xem.